hoài lắm đúng không, bà Thư? Điều có một cái hoài đâu. Ngưng từng. Tùng. Bây giờ chị thả lỗi chứ. Thật tôi bằng con 200 nhà mà tôi luôn phát chúa rồi. Mà tôi luôn bảo. Chứ bà không ăn bà để tiền mắn chay mắn là đó. Ăn, sao? Ăn cướp bà mua được tiền. Lương để quanh lắm rồi chắc là quân cánh đi làm đến là chanh chắc không chia. Không có đồng nữa rồi. Không có ăn rồi. Mẹ đang không có cái cất gì ăn, mẹ đang bớt rồi. Rồi mới đi ấy. Bà nhà tôi nhà giữ hai đứa cháu nó ốm, điện nó mới mua thuốc mới đem lên cái. Mình đang không về đi mua thuốc đem lên này lại bảo thôi ông chú mày mua rồi. Ông đưa điện được cho chú mới rồi thôi mình không phải lên. Quân nhà cậu đó. Đi làm ở Hưng Yên. Đi quay đến tí nữa về lên tí. Mẹ đẻ chứ mẹ chồng quán mô. Mẹ chồng lên ba thước rồi. Mẹ giờ được đi mẹ bơi bố mà bơi bơi chán chán cả tuần năm rồi giờ bốc trứng mới không còn thiếu cái gì mà đâu ngãy mà đi bắt am biển là thấy mặt là mới cũng không chết chưa nằm đêm mi mành năm mi nằm giường tao nằm giường bây giờ đoàn xuống bếp ở ngoài nơi thành phố mà ra mới những cái đồ la trời la trời la đất ô cho tôi biết tôi biết hay con loan đàn chứ anh thắng thì không ơi chị đâu chờ chờ chạy cuối lại cho bà lên bếp dùng thắng là yên ổn nhất ông bà ngủ yên tĩnh đêm cả đêm bà bơi mình lắng tai nghe được hết rồi bây ngủ sướng nhờ tôi tắt tôi nói rồi đó lại bước đây chứ tiếp lại bước à khuôn rực mẹ viện cho đã tiền điện là mẹ ăn thắng điện mẹ ăn thắng điện thôi mi khung mi đêm bà về đó để cho bà đỡ tiền điện chi mi đỡ chỉ cả cả lắc cả trồng bố mà tất nhiên mới tiền điện được hai tháng tham cũng được 25.000 tiền điện phải 25 thì thưa khiên ăn cơm ăn ăn cất phải khiên nguồn em bảo khoản phải khiên nguồn chị lấy cái cào chị cào 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 hộ lên mà xúc đi rồi lấy tay bóc cái chết hết đến tị nó mài nó nằm cái đầu ngón tay nó kên nữa đúng đấy đúng nhà rồi mà đàn được một mấy đàn được mấy cân cũng chắc mấy lạng vừa kết đình thần cái đàn bài mình cũng chắc chắc không đầm mà nung điêu chặt chào mạnh lan được đi mua ban để chuẩn vợ để chuẩn bị cưới vợ chung tùng vâng cứ mặn để hết đi đầm rồi mẹ rồi không biết rồi qua sống mà cứ đừng trả lại ồn người bằng cái mặn đầm bắn 200 đó tôi cũng bắn cái tôi lạnh đi cái bữa đầu tôi bắn tôi lạnh của mày tôi nuốt tôi chết mẹ nếu mà chờ tôi mà tôm lạnh như thế không được chị ạ cái cào ở đây nó mua hai đứng coi anh kê mình mặn mà chờ lấy tôi thì yếu tôi trả đã mặn cái gì đấy chứ tôi kinh lắm chở ra đằng sau để mà hôm qua đang rửa hai cây sắt chở đằng sau đó để mình đâm hai chục bánh tôn đúng là đổ bê tông luôn thế chào mặn tôi mồ cái này mặn quả lắm không mà tôi mặn cào đó mà chết ghi hết tầng ngoài tôi vô lấn đầy kia thì chờ đây chị cào ở trên cái chân kia hộp đống là chị hắt vào lấn vô chân ý đéo cái chỗ làm đéo làm rồi đi tìm mua nhọc người xe rùa cũng không sốc lên đứng đó chị lấy xẻng thì sốc chị hết rồi đứng đi tay chạm lên đây là lên nhận loan ngồi dưới chân loan đang lão mẹ rồi bà đi viện à có viện mô bà đi có bệnh thật thì bà chỉ cái cạnh sợ thấy tới người bà đàn thì đi đâu bà đi mô bà cao bà lĩnh bà bơi xuống suốt ngày ngồi cha tôi mà đi mô viện bà chỉ thấy muốn là bà bơi cắn đời cắn làm giờ bà ấy tôi với mày hai giờ tôi đi bán tao chúng bé tao làm càng tốt rồi ra mình đang mới tư tuổi rồi cho nên là mới cùng cô chú chạy anh trai anh cứ còn bò bên đi bà ấy chạy chưa bốc cái rồi bây giờ 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 bây giờ